Los Angeles nằm ở miền Nam California, thuộc miền Tây duyên hải nước Mỹ, với 18 triệu dân. Nơi đây là tập hợp của các thành phố riêng biệt, trải dài từ dãy núi Santa Monica khô cằn đến Thái Bình Dương. Ánh mặt trời, ngành công nghiệp giải trí và sự cởi mở của LA dành cho những gương mặt mới và ý tưởng mới đã khiến cho thành phố trở thành nơi thu hút những con người hoài bão. Nhiều người trong số họ đã biến giấc mơ thành hiện thực như là Walt Disney và John Fogerty. Sau khi thành công, họ đã đầu tư lại vào thành phố, giúp LA trở thành một trong những thủ đô văn hóa lớn của thế giới. Trung tâm thành phố Los Angeles chính là trung tâm thương mại toàn cầu và là nơi sở hữu một số hình mẫu đẹp nhất về kiến trúc dân dụng của Mỹ. Đây cũng là nơi ra đời của các thành phố. Để trải nghiệm màu sắc và hương vị của Old Mexico, hãy dạo bộ quanh phố Olvera, một trong những khu vực lâu đời nhất còn sót lại tại LA. Bên kia đường phố Olvera là nhà ga Union, một trong những nhà ga xe lửa lớn nhất của thế giới. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu bạn có cảm giác nơi đây khá quen thuộc, bởi vì nhà ga Union đã từng xuất hiện trong gần 30 bộ phim có kinh phí khổng lồ, trong đó có Trân Châu Cảng và Blade Runner. Dạo bộ về phía nam để đến với Little Tokyo, hay còn gọi là J-Town, nơi có các ngôi chùa Phật giáo, phòng triển lãm và bảo tàng. Sao không thử một chút sushi vô cùng tươi ngon khi đến đây? Sau cùng, đây cũng chính là nơi mà món California Roll ra đời. Cách nửa dặm về phía tây là phòng hòa nhạc Walt Disney, với phía ngoài giống như các tờ nhạc tung bay trong gió, kỳ quan bằng thép không rỉ này. Chính là nơi biểu diễn của dàn nhạc Philharmonic của LA. Ngồi trên taxi một quãng ngắn về phía tây để đến với bảo tàng nghệ thuật hạt Los Angeles. Bộ sưu tập gồm 100.000 tác phẩm tại Lát Ma trải dài qua nhiều thời đại, từ giai đoạn cổ điển đến nghệ thuật đường phố hiện đại nhất. Ngay bên cạnh là một kiểu phòng triển lãm hoàn toàn khác. Tại bảo tàng Labrador và Josie Page, dấu tích của động vật có vú, côn trùng và cây cỏ được bảo tồn gần như nguyên vẹn, vẫn tiếp tục được khai quật và trưng bày dưới ánh mặt trời của California. Đi xa hơn nữa về phía tây, dọc theo đại lộ Washer, hương thơm sẽ thay đổi từ mùi hố nhựa đường sang mùi tiền. Chào mừng đến với Rodeo Drive, tọa lạc giữa trung tâm của Beverly Hills. Đây là ba khu phố mua sắm độc quyền và đắt đỏ nhất trên thế giới. Nhưng không phải chỉ những ngôi sao nổi tiếng mới được tận hưởng nơi đây. Hầu hết mọi người đều thích ngắm nhìn nơi này qua cửa sổ, nhưng Beverly Hills còn có nhiều thứ hơn là những món đồ xa xỉ này. Cách đó một hoặc hai con phố là những đại lộ xanh ngát rợp bóng cây, cùng với những ngôi nhà và khu vườn đẹp tuyệt vời. Đi về hướng Bắc đến Hollywood, tiêu điểm của ngành giải trí thế giới, hãy thử tìm tên thần tượng mà bạn yêu thích trên đại lộ danh vọng. Hollywood lịch sử và xem lại một bộ phim tại nhà hát Trung Quốc Grauman, nhà hát chiếu phim đầu tiên và nổi tiếng nhất thế giới. Tiếp đến hãy dạo quanh phần hoang dã hơn của LA, Tây Hollywood. Nơi đây là thiên đường cho các nghệ sĩ và nhà thiết kế. Khi màn đêm buông xuống, điệu nhạc boogie vang lên, hãy đến với Sunset Strip, nơi có các câu lạc bộ nổi tiếng như là The Vibrant và Whiskey A Go Go. Công viên Griffith là công viên đô thị lớn nhất và hoang dã nhất tại Mỹ. Tại đây bạn sẽ nhìn thấy một LA thật đẹp từ trên cao sườn núi Hollywood. Tại đài quan sát Griffith, được xây dựng trên vùng đất do ông Trump khai mỏ Griffith hiến tặng, nên bạn sẽ không phải trả phí tham quan cho tòa nhà chính và công viên, thể theo nguyện vọng của ông. Universal Studio là xưởng phim lâu đời nhất còn hoạt động ở Mỹ. Ở đây có một công viên giải trí sáng tạo, dựa trên các phim bom tấn và chương trình TV nổi tiếng của hãng. Tuy nhiên, điểm thu hút nổi bật nhất là chuyến tham quan xưởng phim với hành trình uốn lượn qua các sân khấu âm thanh và khu hậu trường rộng lớn. Nếu bạn lại có cảm giác quen thuộc một lần nữa thì đó chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên. Một số khung cảnh đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim và hiện vẫn đang được sử dụng.
cách trung tâm thành phố 20 dặm về phía đông, là Knotberry Farm. Từ một nông trại quả mọng vào những năm 1930, công viên giải trí này giờ là điểm đến yêu thích dành cho các gia đình, với các đường trượt dành cho trẻ em, không quá đông đúc và đem lại cho du khách dư vị thực sự về một di sản tiên phong của Mỹ. Ngay dưới phố, tại Anaheim, là công viên Disneyland. Kể từ khi khai trương vào năm 1955, hơn 600 triệu lượt khách đã rất thích thú khi nhìn thấy các nhân vật Disney được yêu thích xuất hiện ngoài đời thực. Cảng Los Angeles, cảng container lớn nhất tại Mỹ nằm trên vịnh San Pedro. Hãy leo lên USS Iowa, chiếc tàu chiến từ Thế chiến thứ 2 đã phục vụ trong những giai đoạn khốc liệt nhất của lịch sử thế giới. Gần đó tại Aquarium of the Pacific, 500 loài sinh vật biển lắc lư, cuộn tròn và lặn qua những hệ sinh thái biển khác nhau của Thái Bình Dương bao la, từ bờ biển Ba Trang ngập nắng đến vùng nước lạnh giá của Bắc Cực. Long Beach đã từng là nơi ra đời của môn nước sóng tại California, nhưng một con đê chắn sóng đã thuần phục những ngọn sóng hoang dã, biến bãi biển nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho các gia đình. Từ Long Beach, hãy dành một giờ để lướt trên những con sóng trên chuyến phà đến với đảo Catalina, từng là nơi ở của những người săn rá cá, buôn lậu và đào vàng. Ngày nay, những du khách ghé thăm trong ngày và cuối tuần đều cảm thấy thích thú hơn với việc tắm nắng và thoát khỏi nhịp sóng điên cuồng ở đất liền. Đi về phía tây từ LA, Santa Monica là một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất tại Mỹ. Santa Monica là một hình ảnh thu nhỏ của một California ngập nắng, cát, tuyệt đẹp. Ngay tại trung tâm thị trấn là chiếc cầu tàu biểu tượng. Mọi thứ trở nên sôi động hơn khi xuống bờ biển tại bãi biển Venice, là trung tâm về văn hóa đối lập của LA, nên từ lâu, Venice không chỉ là một bãi biển. Điểm thu hút tại đây chính là những con đường đi dạo. Do đó hãy đeo giày trượt và tham gia cùng đoàn người sặc sỡ vào đôi khi kỳ lạ ở nơi đây. Sau khi trải nghiệm sự say mê của bãi biển Venice, hãy đi 5 dặm về phía Bắc, đến với dãy núi Santa Monica thanh bình. Getty Center là nơi lưu trữ bộ sưu tập nghệ thuật đặc biệt của nhà tỷ phú John Paul Getty. Nước là điểm nổi bật nhất của nơi này, phản chiếu mọi vật trong tĩnh lặng. Hãy thuê một chiếc mô tô mui trần và ven theo cao tốc Pacific Coast đến Malibu, 21 dặm đường bờ biển nguyên sơ của California với hương muối và hương xô thơm bao quanh. Rất nhiều ngôi sao của LA sống tại các ngôi nhà nằm trên những sườn đồi đầy kịch tính bên bờ Thái Bình Dương này, tạo nên một phép ẩn dụ hoàn hảo cho LA. Một thành phố được xây dựng dựa trên tinh thần lạc quan vững chắc và đam mê sáng tạo, cả con người và tự nhiên. Chào mừng đến với thành phố của các thiên thần. Biên dịch và thuyết minh bởi đội ngũ LNC Global. Xem thêm thông tin tại fanpage Lao động định cư Canada, group thông tin Người dẫn đường, website lncglobal.vn, hotline 028 3636 7.